Chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tử vi học là một môn huyền học chuyên nghiên cứu về số mệnh con người. Từ đó chúng ta biết trước được thiên cơ, vận dụng và hóa giải để cho cuộc sống của mình được tốt hơn. Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị nắm được vận mệnh của mình trong năm 2023 trên các phương diện về tiền bạc, công danh sự nghiệp, sức khỏe và tình duyên gia đạo. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong năm 2023 Quý Mão, tuổi Đinh Tỵ 1977 sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Đây là một năm cực độc, nếu như bản mệnh không nắm rõ được vận trình của mình và cách hóa giải hung tinh thì những người tuổi Đinh Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra rất có thể gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân vây hãm và quấy rối liên miên. Vậy làm thế nào để hóa giải được vận hạn này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải tử vi tuổi Đinh Tỵ 1977 trong năm 2023 Quý Mão để biết rõ hơn về vận mệnh của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng trong năm 2023. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kinh kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm, đề phòng đau ốm bất ngờ hoặc họa huyết quang. Tháng 5 và tháng 6 âm lịch, cẩn thận hạn sông nước, trong nhà có thể có tang sự, gặp khá nhiều chuyện phiền muộn. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Vân Hớn, vận hạn là ngũ mộ, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Tỵ gặp Mão là bình hòa, ý chỉ cuộc sống khá nhàn hạ, không phải toan tính mưu sinh nhiều. Xét về mối quan hệ thiên can đinh âm hỏa và quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, những gia chủ Đinh Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977 cần chú ý tháng Quý Hợi, tháng 10 âm lịch, từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Đinh Tỵ gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh, chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiện, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Hóa giải vận hạn sao Vân Hớn bằng cách cúng dâng sao dài hạn vào 9 đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về hướng Nam. Lễ vật bao gồm 15 ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu đỏ của Vân Hớn tinh, mũ đỏ, tiền vàng, gạo muối, nước, trầu cau, hương hoa, ngũ oản. Bài vị sao Vân Hớn giấy trắng viết dòng chữ Nam Phương Bính Đinh Hỏa, Đức Tinh Quân tiền vị. Hoặc đơn giản hơn, sử dụng nguyên tắc là sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi, còn sao tốt thì chọn ngũ hành tương ứng hoặc sinh ra ngũ hành đó. Cụ thể, sao Vân Hớn ngũ hành là hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Gia chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu thơ như sau:
ngũ mộ hạn xấu tồn tài, tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán ra bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Người gặp phải hạn này chú ý, tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng sẽ bị nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì đòi không được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như: trong làm ăn kinh doanh cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tay bay vạ gió. Về tài sản tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe theo lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền của không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Luận tử vi Đinh Tị sinh năm 1977, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân bên gia đình, gia chủ tuổi Đinh Tị tiêu pha tiền bạc nhiều trong tháng này, cần chú ý những khoản chi tiết không cần thiết. Tháng 2, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán của con cháu không được tốt như mong muốn, có người phá hoại. Tháng 3, đây là tháng trong họ hàng của gia chủ có tin về việc thêm người thêm của. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng này không được tốt, chủ yếu về các bệnh xương khớp, máu huyết. Tháng 5, sức khỏe gia chủ Đinh Tị trong tháng này không tốt. Tháng 6, tháng có nhiều buồn phiền và tâm tư. Tháng 7, trong tháng này gia chủ Đinh Tị có sự tiêu pha tiền bạc nhiều, ngoài ra nên lưu ý có thể mất mát nhiều tiền bạc và của cải. Tháng 8, công việc của con cháu gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Tháng 9, đây là tháng Đinh Tị gia chủ đón nhiều tin vui về việc hỷ tín, cưới xin trong gia đạo. Tháng 10, trong gia đạo của gia chủ, tháng 10, mối quan hệ tình cảm của các thành viên không tốt, ngoài ra cẩn thận di chuyển xe cộ. Tháng 11, tháng này gia chủ có những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với người xung quanh, anh em bạn bè khó giải quyết. Tháng 12, trong tháng cuối năm, gia chủ tuổi Đinh Tị gặp nhiều điều may mắn nên công việc gì cũng được lợi, bên cạnh đó chú ý đến lời ăn, tiếng nói. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, người làm công ăn lương cứ tiếp đà công việc cũ nên khá ổn định, không phải bận lòng mưu tính chuyện thay đổi. Người tự thân kinh doanh, buôn bán có thể mở mang một phần công việc, tuy vất vả và nhiều áp lực nhưng thu về thành quả tương xứng. Tháng 1 và tháng 7 âm lịch đề phòng vướng tai tiếng thị phi dẫn tới kiện tụng pháp luật, vừa hao tài lại tốn sức. Về tài chính, với sự chỉ dẫn của quý nhân, mệnh chủ tuổi Đinh Tị vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính. Ví dụ như kinh doanh nghề phụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Đây là một năm có tài vận chính ổn định, làm càng nhiều càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ công sức ra, chắc chắn sẽ có lại được thành quả ngoài mong đợi của mình. Tài vận cũng khá nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dễ dẫn đến phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Về sức khỏe, năm Quý Mão, gia chủ Đinh Tị 1977 cần đề phòng tai nạn ngoài ý muốn gây tổn hại thân thể, mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Cần chú ý hơn sức khỏe của chính mình và người thân già yếu trong nhà, đặc biệt ở phương diện về bệnh gan và túi mật. Năm nay, bất luận là người lái xe hay là đi công tác bên ngoài đều phải giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được đi đến nơi nguy hiểm và hẻo lánh. Cần chú ý an toàn giao thông, tránh đi làm về khuya để đề phòng lơ là chủ quan mang đến tai nạn ngoài ý muốn. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ hãy sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chi chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, ở khía cạnh tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, năm 2023 có thể là một thách thức và rắc rối lớn đối với người tuổi Đinh Tị vì bạn có thể cãi nhau rất nhiều với các vấn đề tình cảm. Từ đầu năm đến cuối năm, bất kỳ vấn đề nào cũng có thể dẫn đến cãi vã và mất tình cảm. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là thảo luận hoặc trao đổi với bạn đời, người yêu. Sau khi cân nhắc bình tĩnh và tránh hành động thúc đẩy mâu thuẫn hoặc bám vào quan điểm bảo thủ của chính bạn khi có mâu thuẫn, gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Tị sinh năm 1977 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm 2023 Quý Mão, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Tỵ. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.